Hello anh em, ở đây thì có 3 mẫu quản lý nguồn để anh em có thể tham khảo và sử dụng trong các bộ dàn karaoke gia đình, rồi các dàn sự kiện, rồi các phòng karaoke kinh doanh. Anh em có thể sử dụng những chiếc quản lý nguồn này để phối ghép và có thể bật tắt, có thể lọc nguồn được từng thiết bị của tất cả anh em. Thì ở đây có 3 mẫu lọc nguồn, giá của nó sẽ dao động từ 1 triệu 7, 1 triệu 9 và đến 2 triệu 2. Thì với 3 mẫu này thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu, từng sản phẩm một để anh em có thể tham khảo từng cái chiếc quản lý nguồn để anh em có thể thấy phù hợp với giá tiền, phù hợp với lại nhu cầu chức năng của anh em. Thì anh em có thể gọi điện trực tiếp với số điện thoại bên dưới để đặt hàng. Và xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để cho các video mới nhất bên em. Đầu tiên đó là một chiếc quản lý nguồn giá rẻ nhất, Lưới Acoustic P9. Thì con này thì sẽ bật tắt, đó là bật tắt bằng cơ anh em nhé. Bật tắt tất cả bằng cơ. Anh em có thể thấy ở mặt trước của nó sẽ có 8 nút bật tắt để anh em có thể bật tắt được 8 cái cổng nguồn đằng sau. Đấy, 8 cái để anh em có thể bật tắt 4 phím, 8 phím anh em nhé. Thì ở đây 8 phím nó sẽ tương ứng với lại 8 cái cổng đằng sau ở đây. Và mỗi cổng thì nó sẽ có một chiếc gele để bảo vệ và một cái lọc nguồn anh em nhé. Lọc nguồn này lọc cho từng cổng một luôn. Anh em có thể nhìn thấy đều có lọc nguồn, đều có gele và đều có hết tất cả các con này. Anh em thấy nhìn thấy gele, mỗi con một con sẽ là một gele, mỗi một cổng anh em nhé. Và con này sử dụng đó là nguồn xung auto vun, điện yếu nó cũng có thể chịu được tới tất cả anh em. Nguồn xung này thì nó sẽ chạy từ 110 đến 240 V và cũng đều có cái automat để bảo vệ khi có chế độ chập cháy gì đó xảy ra thì automat này nó sẽ nhảy và các gele nó cũng sẽ nhảy gele để bảo vệ các thiết bị của anh em được ổn định và được ok nhất trong quá trình sử dụng anh em nhé. Đây, gele bảo vệ rồi nguồn. Mặt đằng trước của nó thì sẽ có một cái màn hình hiển thị các cái thông số vôn điện áp anh em sử dụng. Và đây, ở đây có một cổng xuất nguồn ra 5V anh em nhé, để anh em có thể cắm với các thiết bị khác, ví dụ như là sạc điện thoại hoặc là những cái bóng đèn nhỏ sử dụng nguồn 5V anh em nhé. Đây, đây là cái nội thất bên trong của chiếc quản lý nguồn rẻ nhất 1 triệu 7 thôi. Và cũng được rất rất nhiều anh em sử dụng chiếc quản lý nguồn này vì giá nó bình dân. Gele có này, lọc nguồn có, đầy đủ các cái chức năng để anh em có thể sử dụng rồi, đúng không ạ? Và một cái mặt đằng sau của nó thì anh em cũng có thể nhìn thấy tất cả các cái ổ cắm này của nó sử dụng đó là dây đồng anh em nhé. Tất cả sử dụng tất cả bằng lá đồng. Và đồng này nó rất là mềm và đồng xịn luôn anh em nhé. Đấy, ổ này sử dụng bằng đồng. Và đây anh em có thể nhìn thấy các cái ổ cắm từ 1 đến 8, đúng không ạ? Từ 1 đến 8 thì bắt đầu đấy sẽ là 1 và tiếp theo sẽ là 2 và cuối cùng sẽ là 8. Và ở đây sẽ có hai cái rắc để in out ra cho anh em luôn. Hoặc anh em có thể sử dụng công tắc bên ngoài, anh em có thể đấu nối vào cái cầu này để anh em có thể bật tắt bằng các cái khớp ngoài cho anh em luôn. Đấy, bằng các khớp ngoài anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, quản lý nguồn này thì bình dân thôi, 1 triệu 7 anh em nhé. Và tiếp theo đó là một chiếc quản lý nguồn giá cao hơn, đó là Lưới Acoustic PS8. Thì con này thì đây, mặt mũi của nó đây. Và nó có một cái màn hình này để nó có thể bật tắt khởi động mềm, sử dụng bằng các cái phím control này để anh em có thể bật tắt. Không sử dụng các nút phím cơ anh em nhé, mà anh em sử dụng bằng tất cả bật tắt bằng cái phím control này. Em có cái video chi tiết về con PS8 này rồi. Anh em có tham khảo thì có thể lên YouTube có PS8 Xuân Tuấn Audio để anh em có thể tham khảo và có thể xem được cái chức năng chỉnh của con PS8 này. Đấy. Bên trong của nó thì sẽ sử dụng đó là nguồn tăng phô anh em nhé. Nguồn tăng phô này. Và cũng có các cái automat để bảo vệ, anh em có thể bật tắt. Và nó cũng có, tất cả đều sẽ có 8 con gele để bảo vệ cho anh em luôn. 8 con gele bảo vệ cho từng cổng. Và cũng có 8 cái lọc nguồn để sử dụng cho 8 cổng anh em nhé. Thiết kế bên mạch bên trong này thì rất là khoa học và rất là nhỏ gọn thôi. Con này thì đây nó cũng có các cổng để in out ra cho anh em. Anh em có thể sử dụng các cái phím bấm bên ngoài. Dây nguồn của những dòng này thì nó quá là to rồi. Nó quá là to, đại bự luôn anh em nhé. Rất là to. Và dây nguồn của những dòng này thì sử dụng đó là dây nguồn 2 chấu. Anh em có thể nhìn thấy nó rất là to ở đây, đúng không? Dây nguồn rất là to nên nó chịu tải rất là tốt anh em nhá. Đấy, mỗi con gele này nó là 30A, anh em nhìn thấy thiết kế bên mạch rất là nhỏ gọn và rất là khoa học ở đây. Đấy,
PS8 thì hiện tại giá 1.9 triệu anh em nhá. 1.9 triệu là bên em bao ship toàn quốc tới tất cả anh em. Con này thì đẹp và rất là ok, sử dụng rất là ok cho anh em luôn. Con cuối cùng là con lưới PS9.2, thì con này là cái con cao cấp nhất và nếu anh em có điều kiện đáng sử dụng nhất trong bộ dàn karaoke của anh em. Con này thì tất cả sử dụng đó là mềm, phần mềm hết anh em nhá. Có một cái khởi động mềm ở đây và con này nó có giới hạn điện áp cho anh em luôn. Em cũng có các cái video chi tiết về con PS9.2 này rồi. Nó có thể giới hạn điện áp để cho anh em có thể sử dụng, nó chạy trong ngưỡng nào đó thôi. Ví dụ chạy trong khoảng từ 170 đến 240 hoặc 190 đến 240 hoặc 250 thì nó sẽ chạy trong khoảng đó. Anh em có thể cài đặt được các cái thông số trong cái màn hình nhỏ ở đây. Và nó sẽ có một cái bo xử lý riêng. Bo này bo xử lý tất cả trung tâm ở đây. Bo này xử lý về mặt này, về công tắc này, về các cái thiết bị đằng sau, rồi khởi động tất cả đây anh em thấy. Đều có các cái quan lọc nguồn anh em nhé. Lọc nguồn rất là to, automat đầy đủ hết. Con này là một con đáng chơi nhất bởi vì nó có thêm một chức năng đó là bật tắt, rồi có thêm chức năng đó là giới hạn điện áp cho anh em luôn. Cái mặt của nó anh em nhìn thấy rất là sang trọng, rất là đẹp đúng không anh em. Ở đằng trước của nó thì đây nó là một cái ổ cắm nguồn, và cái ổ cắm nguồn này thì nó sẽ luôn luôn có điện anh em nhé. Lưu ý cho em luôn luôn có điện. Thiết kế anh em có thể nhìn thấy đây nó sẽ có một bo mạch riêng để xử lý. Đấy, bo mạch xử lý IC và nó có một cái màn hình ở đây. Màn hình cáp sử dụng ở đây anh em có thể nhìn thấy một cái phần màn hình ở đây để có thể căn chỉnh, có thể sử dụng cài đặt tất cả các chức năng của cái con quản lý nguồn này cho anh em chơi. Mà đằng sau của nó đây. Đấy, sử dụng có cả cáp RS232 luôn anh em nhé, đồ in nào có hết. Và tất các cổng đầu ra anh em nhìn thấy toàn là đồng luôn, vàng chóe, nhìn nét. Đấy, dây nguồn vẫn là dây nguồn hai chấu và rất là to, đại bự luôn anh em nhé. Đây là chiếc quản lý nguồn giá chỉ giá 2.2 triệu thôi. Đấy, anh em có thể tham khảo với chiếc quản lý nguồn này. Thì ok, ba chiếc quản lý nguồn mở nội thất và giới thiệu sơ qua về các chức năng của nó. Anh em có thể tìm hiểu chi tiết các cái sản phẩm bằng cách lên YouTube gõ tên chi tiết các sản phẩm của Xuân Tuấn Audio. Bên em cũng đã có những cái video để giới thiệu chi tiết về từng sản phẩm một để anh em có thể tham khảo rồi. Đấy, có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số bên dưới anh em nhá. Xem video nhớ like, đăng ký kênh cho tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau.